Hiệp 1 trận đấu gia đình Việt Nam mùa hè đã bắt đầu. Quả bóng rất đẹp mắt, xuất phát từ đường truyền của về cánh trái Yusuf Zabe. Đồng đội của anh ở tuyến trên đó là Ahmed Khalil đã đỡ ngực và móc bóng rất tài tử. Hoạt động bóng đá rất ý nghĩa với sự có mặt của nhiều tên tuổi bóng đá thế giới. Pha vào người của Quang Hải, phạm lỗi. Không phải lúc nào chúng ta cũng thấy Quang Hải đi bóng một cách quyết liệt như vậy. Hải có vóc dáng nhỏ bé và sẽ gặp rất nhiều bất lợi khi đối mặt với các cầu thủ cao lớn ở đấu trường quốc tế. Lối chơi của Hải là hiện đại, đơn giản, nhanh nhẹn nhưng không giữ bóng nhiều. Đường truyền của Duy Mạnh, Trọng Hoàng. Pha bóng thực sự đáng chú ý đầu tiên trong trận đấu. Chúng ta đã tấn công được xuống cánh phải. Ở trận đấu trước, UE cũng bị Thái Lan khai thác khá nhiều ở những pha tấn công biên. Chắc chắn là ông Park Sơ biết điều này. Trọng Hoàng đi qua lão tướng 34 tuổi Yusuf Zabe. Những vị trí hậu vệ biên của đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vẫn là những vị trí không được đánh giá cao. Đường truyền là của Trọng Hoàng. Hùng Dũng, có thể đỏ. Một tình huống mà có thể dẫn đến bàn thắng. Thế đó trực tiếp. Thế đó là chính xác, bởi vì đó là một pha bóng Tiến Linh hoàn toàn có thể ghi bàn. Không cần phải tranh cãi gì nữa với những pha phạm lỗi như vừa rồi. Rất nhiều những tình huống trước đó chúng ta bám biên, nhưng pha bóng gần nhất, một pha bóng rất bất ngờ, đã có một đường xẻ bóng ở tầm thấp thẳng vào khu trung lộ. Đó là vị trí mà Tiến Linh đã sẵn sàng. Và phần nào đó chúng ta gợi lại tình huống mà Tiến Linh đã có bàn thắng thứ 3 trong trận đấu gặp Indonesia. Kinh nghiệm đương nhiên là rất dày dặn, nhưng cầu thủ của đội tuyển UAE cũng có thể sẽ có những vấn đề về mặt tốc độ. Nhưng với pha quay chậm vừa rồi thì không phải là người phạm lỗi với Tiến Linh là Abbas. Cầu thủ đã phải nhận thẻ đỏ là Khalifa Muarrat, người đã cặp với Abbas mang áo số 12. Sức ép đè nặng lên ông Vamawic và các học trò. Ngoài việc đá hơn người Việt Nam còn được hưởng quả phạt. Chúng tôi xin cảm ơn công ty Next Media, đơn vị sở hữu bản quyền trận đấu đã cung cấp cho chúng tôi phục vụ khán giả. Và cũng xin gửi lời cảm ơn nhãn hàng Sơn My Color đã tài trợ phát sóng chương trình này. Một cú sút xa đầy bất ngờ và táo bạo. Một pha xử lý có thể nói là rất khó tin. Khoảng cách có thể nói là lớn. Và rõ ràng đó là một thời điểm mà ít ai dám ngờ rằng đó là cú dứt điểm. Nhưng thực sự khi xem lại, chúng ta có thể thấu hiểu được tính hợp lý của nó. Cú đá quá xuất sắc. Hai mùa giải ở đây, Tiến Linh đã trở thành một tay săn bà lợi hại tại V-League. Tuy nhiên ở V-League thì có lẽ anh cũng chưa đá được quả bóng nào đẹp như này, ấn tượng bất ngờ thế này từ xa. Đường truyền của Tuấn Anh cho Đoàn Văn Hậu. Pha phải báo vào Văn Hậu. Tình huống vượt rất hay. Chúng ta đã đưa được bóng xuống nách vào phòng ngự đội bạn. Một tình huống tổ chức ở góc trái có thể nói là cực kỳ đường nét. Nhưng trở về với màu áo đỏ trong một trận đấu có nhiều thuận lợi như thế này, chúng ta chờ đợi khoảnh khắc mà Công Vượng có thể tỏa sáng. Đoàn Văn Hậu chuyền vào để bóng. Đó rõ ràng là một tình huống có ý đồ. Bóng được đưa ra biên và khi nó được trả vào trung lộ, đó là một đường truyền ở tầm vừa phải, phù hợp với một đá băng cắt của các trung phòng. Một lần nữa người băng vào là Tiến Linh. An Samsi phối hợp vào Duraman.
Asamsi là cầu thủ mới vào sân còn khỏe, anh quyết định dốc bóng, tuy nhiên nó bị chặn lại. Tốt Phượng quá người, tiếp tục đột phá, lại là quá người, vẫn còn không được. Rất tiếc cho cú trả bóng cuối cùng của Công Vượng, trước đó là hai pha bứt phá có thể nói là xuất sắc. Công Phượng đột phá vào trong và Trọng Hoàng cắt từ cánh phải vào. Rất năn xả, cú trích mũi phá bóng của Quế Ngọc Hải. Qua người liên tiếp, rất nguy hiểm. Quan Hồ Đặng Văn Lâm đã hơn một lần trong những phút đã qua của hiệp hai, chúng ta bị khoét ở vị trí của Đoàn Văn Hậu, rất giống với David Luiz. Bắt tốc độ, Công Phượng hùng dũng đang ở phía trong, rất hay, vẫn là Công Phượng. Đáng khen cho sự bình tĩnh của Công Phượng, vẫn còn không bị cú sút quả đóng ngay. Rất tiếc nếu như ở tình huống vừa rồi Công Phượng quyết định sút bóng, vâng chúng tôi nói nếu và tiếc cho anh thôi, chứ trong bóng đá thì không thể nói trước chuyện gì được. Công Phượng, Hà Phượng, Hoàng Đức đang ở giữa. Tỷ số được đưa lên 2-0. Công Phượng đã bình tĩnh cầm bóng để truyền cho đồng đội. Quang Hải là người dứt điểm. Bóng đi sát cột dọc. Sự bối rối của ông Văn Hoích và những trợ lý rất đông đảo của mình lên đến 20 người. Pha băng ra kịp thời của thủ môn Khalid Aysa. Đây là trận đấu mà bên phía đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất họ không thể có sự có mặt của Mahout. Nhưng vấn đề của đội bóng áo trắng không phải là việc các chân sút không tận dụng thời cơ, mà vấn đề là họ không thể tạo ra được thời cơ. Còn bây giờ là Công Phượng, vẫn còn. Cú sút cuối cùng thì quá nhẹ. Công Phượng đã rất cố gắng tung ra một cú đá, tuy nhiên vẫn chưa phải là 2-0. Đức Huy, pha dệt gót của Văn Hậu. Rất tiếc là động tác nhập bóng không được như ý. Sau đây 5 ngày đài truyền hình cơ số VC sẽ gửi đến khán giả trận đấu cũng vào lúc 20 giờ giữa Việt Nam và Thái Lan. Việt Nam và Thái Lan bao giờ cũng là một trận đấu đặc biệt. Chúng tôi xin cảm ơn công ty Next Media, đơn vị sở hữu bản quyền trận đấu và nhãn hàng Sơn Mai Color đã tài trợ phát sóng chương trình này. Chỉ còn hơn 10 giây nữa thôi, các học trò của Văn Hậu dường như cũng đã chấp nhận thất bại. Và Văn Hậu, thời gian của trận đấu đã hết. Cách đây 12 năm Việt Nam thắng UAE tại Mỹ Đình là một bất ngờ, một cơn địa chấn. Nhưng ngày hôm nay nó không phải là địa chấn nữa. Chúng ta đã từng bước vươn lên, khẳng định được khả năng. Và bây giờ thì mỗi một trận đấu giữa thời Park Seo là một lần chúng ta có niềm vui, có được ngày hội. Các cầu thủ đã chứng tỏ được sự quả cảm trong lối chơi, một tập thể hết sức đoàn kết và khiến chúng ta rất đối tự hào. Với chiến thắng 1-0 hôm nay, đội tuyển Việt Nam được nhận hàng loạt giải thưởng. Tập đoàn City Group sẽ trao thưởng 1 tỷ đồng với chiến thắng 1-0 này. Và thắng duyệt được ghi cho công của Tiến Linh,